ở ngay okay, chơi, mà đang rất là sẵn sàng, rất là tỉnh táo thì thằng bên tôi ha, theo sẽ có nửa tiếng để dành cho các anh chị ha, ok rồi thì à, các anh chị có thắc mắc rằng là khi mà em theo đến học tập với câu lạc bộ thì, à, à, các anh chị có đang nghe không ạ? À? Anh chị nào đang nghe thì anh chị comment ha để em biết rằng là anh chị có để máy đi ngủ không? Nhiều khi để máy đi ngủ không ngồi một mình ngồi nói thấy à, không ai nghe nữa, <laughs> ok rồi nhớ tương tác nha, này chơi vui nha, ok các anh chị. Anh chị có thắc mắc rằng là khi mà theo đến với môi trường câu lạc bộ là theo có được như thế này không hay là theo sẽ là ai và như thế nào không các anh chị hay là các anh chị nghĩ là theo đã danh giá rồi đến với môi trường câu lạc bộ chắc là xinh đẹp sẵn có tài năng sẵn có rồi tất cả mọi thứ có sẵn thành ra là học tư duy kiến thức của câu lạc bộ chắc có này kia đang là ứng dụng thành công còn chắc mình đây không có dễ các anh chị có không ạ à? à thì các anh chị phải hiểu một điều rằng á, là anh chị nào á, mà đến với môi trường câu lạc bộ trước đây á, họ cũng chỉ là một cái người bình thường thôi các anh chị nhé họ xuất họ, phát điểm xuất phát điểm là đều như là giống như theo đã chứng kiến rất là nhiều anh chị các anh chị ạ. những anh chị mà cách đây những cái thời gian đầu tiên đến với môi trường câu lạc bộ cũng vậy thôi anh chị không có có hoàn cảnh nó cũng không có được tốt thứ hai nữa là họ cũng không hề xinh đẹp đâu các anh chị và xuất phát điểm họ cũng không có tài giỏi họ cũng không có giá trị như, như mọi người đâu ví dụ như anh chị để ý là danh nhân nguyễn diễm đi à, là một trong những anh chị mà anh chị cũng là cũng một lần một trong những anh người chị đi trước cũng đã đồng hành với theo thì anh chị thấy rằng là bây giờ anh chị nhìn anh chị rất là ngưỡng mộ đúng mà rất là xinh đẹp nè body xinh đẹp nè rồi gương à, nói nói năng à, dễ nghe nè rồi cũng là một người có thể rằng là truyền cảm hứng và ảnh hưởng cho biết bao nhiêu con người. Thì anh chị có hiểu một cái điều đó chính là xúc phát điểm là chị ấy cũng là một người khá là bình thường rồi okay, các anh chị nha. À, khá là bình thường thôi và cái anh chị có nghe người thầy của thêu anh chị ngưỡng mộ không ạ? À? Anh chị nhìn người thầy của thêu anh chị có ngưỡng mộ không? Nhưng mà em phải nói các anh chị rằng là nếu anh chị gặp người thầy của thêu cách đây 4 năm về trước hay các anh chị, 4 năm về trước hoặc là 5 năm về trước thì anh chị nhìn anh chị sẽ gọi là cũng hơi tử đó anh chị nha có nghĩa là mình nhìn vô mình cũng bốn năm về trước thôi có nghĩa là bốn đến năm năm về trước thôi thì các anh chị nhìn rằng là thứ nhất là trí tuệ không có được như vậy các anh chị có nghĩa là về kiến thức về kiến thức về chuyên ngành thì có thể là có nhưng kiến thức về tư duy là không có các anh chị không có được như vậy đâu ạ à. và theo đã từng chứng kiến là người thầy của theo cũng đã phải đi học từ một người thầy khác cũng là một cái người thanh niên của, của một người thanh niên không có sức khỏe người thầy của theo là một cái người mà gọi là không có sức khỏe và anh à, anh ấy là một cái người rất là có một cái tư duy rất là thích ăn uống thành ra là cái đam mê của anh ấy là kiếm tiền để có đồ ăn tại vì hồi xưa là anh ấy hoàn cảnh gia đình là nghèo khó thành ra là để mà để, khi mà mục tiêu anh làm giàu là để có tiền để anh anh có thể ăn được những cái món ăn ngon trên thế giới này anh chị dung không à? thì và anh chị biết không mà cái tiếng uh, nổ mà bởi vì ăn không có sự kiểm soát, không có tư duy, không có kiến thức nên là anh ấy đã để cho cái cơ thể anh ấy nó đã dư tới tận đâu đó là 30 đến 50 km. Ờ uh, em xin lỗi. 50 đến 50 kg các anh chị. Dư trên cơ thể. các anh chị ha. Thì cái thời điểm mà theo mới gặp người thầy của mình đó là người thầy của theo chỉ uh, mới bắt đầu áp dụng cái bộ công thức về sức khỏe thôi thì sau này á càng ngày anh chị biết không ạ uh, càng ngày thì mới nhìn thấy rằng là người thầy của mình đẹp trai lên hẳn uh, đẹp trai lên hẳn các anh chị bởi vì sau đó là đã lại ra khỏi trong cơ thể mình 30 mươi ký thịt thì anh chị không ạ ba mươi ký thịt thì anh chị thấy nó khủng hoảng cả nào không đó không không những là vì tại vì cái công thức về sức khỏe đâu anh chị còn về thành công về tài chính thì theo đó từng đã từng coi lại những cái video cũng như là những cái thời khắc mà người thầy của mình đi học lời xưa đi học và nó không hề có trí tệ đâu các anh chị và cũng và rất là nhát các anh chị nhé nói chung là cái người của của chủ tịch trịnh huy á, anh chị biết rằng là cực kỳ nhát luôn gọi là nhát hơn hồi xưa nữa các anh chị nhé ừ, có nghĩa rằng là người rất là nhát có nghĩa là nó nhát theo kiểu giống như là cái người mà từ hồi giờ chỉ có có núp ở trong cái nhà và chỉ có tiếp xúc với, với máy tính rồi thôi đó chứ không có học kiểu kiểu như không gặp ai các anh chị có nghĩa là người thầy của thầy là thuộc tiếp đó đó và anh chị biết không ạ là bởi vì khi mà đi du lịch đó là là chủ tịch Trịnh Huy hay dẫn em trai của mình đi thì mình mình nhìn em trai của 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 chủ tịch Trịnh Huy thì nó cũng ba rèm giống như Huy như là chủ tịch Huy hồi xưa vậy đó cũng thứ nhất là không có tự tin tại vì, tại vì nó, nó kiểu như nó là cái cái thói quen từ hồi, hồi xưa giờ anh chị đừng có đặt cái muốn nói anh chị là cái những người thiên tài mà các anh chị đang nhìn thấy hiện tại là à thì ra là xuất phát điểm người thầy của mình cái mức độ tự tin cũng không có và tư duy để mà có được cái tư duy như ngày hôm nay có thể ngồi chia sẻ với các anh chị những cái tư duy gì người thầy của mình đã tích góp những cái tư duy trí tuệ của người thành công từ cái 4 năm, 5 năm về trước, 4 5 năm về trước Hả các anh chị. Vậy thì vị của các anh chị ngày hôm nay chúng ta cũng bắt đầu tích tích tụ tư duy và mình cũng tích tụ kiến thức tư duy cho mình mỗi ngày như thế này. Vậy thì vậy thì 1 năm, 2 năm, 3 năm rồi 4 năm sau mình sẽ như thế nào các anh chị có nhìn thấy được không? Các anh chị có nhìn thấy được không? Và và nếu như ngày hôm nay các anh chị rèn luyện cho mình những cái kỹ năng, những cái thói quen Và hồi nãy anh chị có nghe người thầy của theo chia sẻ cho anh chị hình dung được không ạ Đó chính là gì ạ Ở Trước đây Huy đã từng là một cái người rất là nhút nhát Nhưng mà Huy biết được rằng là khi mà Huy điều tra ra được Tại vì cái người thầy của theo có một cái đam mê rất là, rất là thích người giàu Rất là thích nghiên cứu cái thói quen, cái suy nghĩ của những người tỷ phú đô la của các CEO hàng đầu thế giới ha. Phải chi mà hồi xưa mình cũng có cái cái tư duy đó thì chắc là mình cũng đã biết được rằng là người giàu có cái thói quen gì thì mình cũng tập theo đúng không anh chị? Nhưng mà cái vấn đề là mình không có cái sự quan tâm đó, mình không có quan tâm người giàu nghĩ gì, người giàu có thói quen gì mà mình toàn quan tâm là cái con bạn mình nó nó nghĩ gì về mình không à. Bao nhiêu số anh chị hiểu cái điều này ạ? À? mình toàn quan tâm là con bạn mình nó nghĩ gì về mình rồi à, cha mẹ mình nghĩ gì về mình rồi hàng xóm nghĩ gì về mình thôi chứ mình có quan tâm rằng là các tỷ phú các ceo hàng đầu thế giới họ có suy nghĩ gì rồi họ có thấu hiên gì mà họ làm ra tiền không các anh chị có quan tâm khỉ đâu bởi vì không có rồi rồi hồi xưa mình còn quan tâm mấy cái vụ mà con bạn cùng lớp mình nó thì nó làm sao rồi mình đi học hoặc là mình đi làm sao để cho những người trong công ty họ sẽ yêu thương mình rồi làm sao cho cái anh đó cái chị đó để ý tới mình rồi cũng lo rồi lo thời gian là yêu đương các kiểu thứ rồi lo nọ lo kia rồi chứ có có nghĩ gì đến cái vụ mà mà, mà 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 mà, nghiên cứu xem thử là các CEO hàng đầu thế giới các uh, các chủ doanh nghiệp hàng đầu thế giới các doanh nhân uh, thương gia hàng đầu thế giới các tỷ phú là hàng đầu thế giới họ đã có thói quen gì họ có cái trí tuệ gì để mà mình có sự chuẩn bị không các anh chị mà đâu có đâu thế thành ra là ngày hôm nay các anh chị mới bắt đầu bắt đầu hành trình đó thì cái 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 vấn đề đó, chứ là người thầy của mình có chia sẻ rằng là thời khắc mà ảnh à, phát hiện ra rằng là 90% các CEO hàng đầu thế giới là đi lên từ nghề bán hàng. Đi lên từ cái nghề sale các anh chị. Đi lên từ cái nghề mà bán hàng và làm sale và làm marketing. Thì anh mới phát hiện ra rằng là à nếu như mà ngay bây giờ anh không học cho mình cái kỹ năng đó anh không rèn luyện cho mình cái tư duy đó những kiến thức đó thì chắc chắn là, là tương lai anh sẽ không bao giờ chạm được cái mức tài sản giống như các CEO hàng đầu được anh okay, các anh chị chính vì vậy nên là anh mới đi học và đi rèn luyện cho mình cái cái kỹ năng về sale và bán hàng thì sau quá trình học tập và thực hành thì sau 4 năm anh chị cũng nhìn thấy đó mà đó là một con người một doanh nhân chậm thở vài không bởi vì theo là người trong cuộc, theo là người học trò, theo là người gắn bó rất là, là kỹ rất là sát sao với người thầy của mình. Nên theo thấy được rằng là à, cái từ một cái người à, không có những cái trí tuệ mà sau một thời gian tích góp mà có được những cái trí tuệ như thế và có thể ngồi chia sẻ với các anh chị. Thì bản thân của theo cũng nhìn ra được tương lai của mình. Nhiều khi theo cũng nhiều khi theo theo cũng giống các anh chị. Theo cũng đặt câu hỏi rằng ư người thầy của mình sao mà giỏi quá, đến khi nào mình mới đạt được cái level đó? anh chị ha thì thì tất nhiên là mình học từ thầy của mình chắc chắn là mình sẽ ước ước rồi mình sẽ phải phải có cái level giống thầy mình nhưng mà khi mà em theo cũng giống như các anh chị đây em theo cũng đặt cái câu hỏi ơi sao thầy mình hay như ta sao mà có thể là có thể chia sẻ những cái tư duy rất là hay như vậy thì từ từ em theo mới giác ngộ ra là đó đó chính là nhờ một cái việc là tích góp tư duy từ từ và em theo cũng nhìn ra được rằng là nếu như ngay bây giờ ngày hôm nay mỗi ngày mình cũng tích góp mình cũng học một cái trí tuệ mới một ngày mình học hai ba cái trí tuệ của cái trong bộ não của người thầy của mình kết hợp với việc là mình đọc thêm các cuốn sách mình uh, phát triển thêm những cuốn sách thì mình sẽ góp lại cho mình tứ rất là nhiều cái trí tuệ như vậy và cứ đều đều mỗi ngày như vậy thì mình sẽ gia tăng một cái bộ não của mình và mình cũng có thể có khả năng chia sẻ được giống như người thầy của mình luôn có nghĩa là uh, mình nhìn ra được cái tương lai của mình là nó nó như thế anh chị nhau ạ à. thì cái vấn đề của anh chị á là anh chị đừng có nhìn cái hiện tại của mình là đang không làm được cái gì mà anh chị hãy hãy nhìn được thấy được rằng là ngay bây giờ mình chuẩn bị cái gì thì tương lai mình mình trở thành cái gì đó thế thì khi mà em thư mới khi mà em thưa mới cảm nhận được rằng là à thì ra người thầy của mình là để có được cái đó là hàng ngày anh anh ấy đã phải tích góp những cái tư duy trí tuệ như vậy và mới mới được như thế vậy thì thưa cũng suy si ra với bản thân của mình à thì ra thì bây giờ mình cũng làm như thế thì đến cái thời gian thôi thì cái quan trọng là thời gian thôi và chừng một năm hai năm nữa ba năm nữa thì mình cũng cái level của mình nó cũng đẳng cấp như thế còn khi đẳng cấp hơn đó và và bắt đầu xa hơn là người thầy của mình thì xa hơn đó chính là các những người những người truyền cảm hứng những người chia sẻ ở trên toàn thế giới ví dụ như là tỷ phú đô la Tony Robbins nè nói về nói về cái việc mà uh, truyền cảm hứng và chia sẻ giá trị đó, thì hiện tại là tỷ phú Tony Robbins là một trong những người ảnh hưởng toàn cầu trên toàn thế giới thì tại vì em theo là cái người chuyên ngành về cái việc này nên là cái đó là cái người em theo muốn trở thành thì xa hơn cái người thầy của mình sẽ là những người như thế và xa hơn đó chính là có thể là bậc thầy Jim Jones, bậc thầy của các bậc thầy anh chị nhau hoặc là xa hơn nữa có thể là John C. Maxwell những người như gì một bậc thầy về lãnh đạo thì đó là cái tầm đó là cái tương lai của mình đúng không các anh chị đó là cái tương lai mà em Thư có thể nhìn thấy được rằng là à thì ra là ngày hôm nay mình khi mà mình đọc sách của những cái người như vậy á, mình nghe mình tiếp xúc với người thầy của mình những người thành công bên cạnh mình á, thì mình thấy là à thì ra thì mình cứ rèn luyện như thế là mình cũng giỏi lên thôi và anh chị biết không ạ xuất phát điểm mà người thầy của mình thật sự là không có tự tin bằng mình luôn các anh chị hai các anh chị ha tại vì tại vì theo á khi mà theo sinh ra là theo đã được va chạm với đời năm 18 tuổi khi đó vào sài gòn rồi và theo đã chai mặt em theo còn đi vắt tờ rơi em theo còn đi làm cái nọ làm cái kia nên là cái mặt của em theo nó cũng ít ra nó cũng bị va chạm với không khí va chạm với là cái người ta từ chối mình ấy nhiều khi phát tờ rơi hồi xưa cầm cái tờ rơi đứng giữa đường phát thôi mà cũng bị bị sợ nữa thì em theo mới um, mới mới có một cái tư duy á chính là gì một cái hôm á em theo bước vô một cái lớp học á em theo bước vô một cái lớp học và em theo cứ sợ rằng là mọi người sẽ nhìn mình và cười mình nhưng mà cái hôm đó tự nhiên em có một cái tư duy em nghĩ vậy nè em mới em mới quan sát thử là khi em bước vô thì thật sự là có ai nhìn mình không anh chị ha thì khi mà em điều tra ra thì khi mà em bước vô thì chả có ai nhìn mình hết Nên anh chị mình lúc nào mình cũng nghĩ rằng là khi mình mình bước vô thì chắc là sẽ có nhiều người nhìn mình rồi sẽ cười mình thế này thế kia xôi à, mối mình này nọ nhưng mà thật ra khi mà em điều tra ra thì em mới phát hiện rằng là thật ra là tất cả mọi người không ai để ý tới mình. để ý tới mình. Hàng các anh chị, không ai thèm dồn ngó mình, không ai thèm quan tâm tới mình Và họ chỉ quan tâm tới cuộc đời của họ thôi. Thì từ khi mà em theo có cái tư duy này thì bản thân của theo uh, hầu như theo làm điều gì theo ít có ít có quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Thành ra là cái việc mà tự tin hay là cái việc mà em theo rèn luyện cho mình cái cái việc mà tự tin cũng như là uh, cái việc mà À, rèn luyện cho mình cái kỹ năng làm quảng bá và marketing thì uh, nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều Hả các anh chị đó anh nên là anh chị cứ nghĩ đơn giản rằng là ví dụ những cái người đi trước các anh chị anh chị thấy họ vậy đó nhưng mà em phải nói các anh chị là em đã từng chứng kiến trước đó họ đã như thế nào để em nói cho anh chị biết rằng là họ cũng giống như các anh chị ngày hôm nay thôi mà cái cái vấn đề đó chính là họ chịu rèn á các anh chị họ chịu tập á họ chịu tập họ chịu rèn á các anh chị họ chịu rèn luyện á và họ chịu học và họ chịu rèn luyện các anh chị thì ngày hôm nay các anh chị nhìn họ họ anh chị rất là ngưỡng mộ họ đúng không nhưng mà anh chị có biết 3 năm về trước họ như thế nào không họ cũng giống như các anh chị ngồi đây họ không có tự tin một xíu nào hết đó thậm chí rằng là nói chuyện họ còn ấp áp ứng à, nhưng mà ngày hôm nay họ trở thành một con người danh giá có nghĩa là họ có thể ở được đến vị trí này anh chị có biết rằng là họ đã phải rất là kiên nhẫn với bản thân có một chữ thôi các anh chị đó chính là kiên trì và chịu thay đổi mỗi ngày và em phải nói các anh chị là một trong những cái tâm lý mà nó khiến cho chúng ta dễ bỏ cuộc nhất. Đó chính là mình nhìn những cái người thành công và mình nói rằng là mình không giỏi bằng họ và cuối cùng mình bỏ cuộc luôn. Đó là một trong những cái tâm lý mà nó làm cho mình dễ bị bị dừng lại và không kiên trì được. Và nếu như mà các anh chị có một cái tư duy đó chính là anh chị muốn làm một phát là ăn ngay làm một phát là được ngay á. Nếu anh chị có tư duy đó thì em tin chắc anh chị sẽ không bao giờ đi được đường dài và anh chị sẽ bị nản và anh chị sẽ bỏ cuộc ngay lập tức. Hai cái anh chị. Nên là anh chị bỏ luôn cái tư duy đó đi. Cái tư duy mà rằng làm một phát mà ăn ngay, làm một phát là được ngay, kinh doanh một phát là thành công liền, à, rồi thành công liền có nghĩa là tự do tài chính liền á, rồi, 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 rồi xong sở hữu bị thử liền giống như hồi nãy anh chị nói đó, anh chị nghe đó anh chị nếu mà anh chị có cái tư tưởng đó, đó thì các anh chị sẽ rất không hề kiên nhẫn với bản thân nha các anh chị nhé thì các anh chị phải chỉnh qua cho mình một cái tư tưởng khác một cái tư tưởng khác đó chính là gì ạ bất kỳ cái thành công nào cũng phải có thời gian rèn luyện tập luyện chỉ cần anh chị có cái tư tưởng này thì anh chị sẽ kiên nhẫn với bản thân và không có so đo mình với người khác có, có một số anh chị mới vô học lớp doanh nhân em theo cũng tư tưởng cho anh chị trước anh chị mới vô học lớp viên nhân em thư rèn cho anh chị cách marketing cách để mà anh chị bán hàng cái cách để mà anh chị quảng bá bản thân trước giờ anh chị đi làm thuê anh chị chỉ biết là tới công ty rồi về bây giờ em thư hướng dẫn cho anh chị cách để mình xây dựng thương hiệu quảng bá bản thân của mình thì anh chị làm một lần mà anh chị đòi bằng em thì anh chị đừng có cái tư duy như thế có nghĩa anh chị làm một lần anh chị hỏi là xuất sắc chưa nó không thể nào xuất sắc ngay lần đầu tiên đâu các anh chị mà việc của các anh chị trong thời gian đầu mới luyện tập thì anh chị chỉ cần làm cho em một cái thôi đó chính là làm nhiều Được không ạ chị thấy buồn ngủ đi ngủ chị thấy nha cái giai đoạn đầu của các anh chị là anh chị hãy làm cho em một cái thứ đó. đó chính là gì đừng có đòi hỏi mình phải hoàn hảo mà cái giai đoạn đầu là mình phải làm nhiều hơn người khác làm nhiều lần làm nhiều lần các anh chị ok không cái giai đoạn đầu á, là anh chị làm nhiều lần đừng có đòi hỏi mình phải hoàn hảo đó chính là cái hành trình em đang rèn luyện vậy em nói các anh chị trước là cái giai đoạn đầu là đòi hỏi mình hoàn hảo thì anh chị sẽ bất bại ngay từ đầu có nghĩa là anh chị sẽ không bao giờ thành công lớn được và anh chị không bao giờ đến hết cái hành trình được và anh chị sẽ bị khẩn lì ngay lập tức anh chị sẽ bị cái vố Nó chính là cái vố là cái vố nỗ lực nghịch đảo và cái vố cái người cái vố bị bị mất niềm tin mất ý chí mất cái năng lượng mất cái mất hết cái tinh thần làm việc nói chung là bỏ cuộc ngay cái lần đầu tiên cái giai đoạn đầu của các anh chị đó đó chính là mình hãy làm nhiều làm nhiều có nghĩa là làm nhiều nó mới giỏi và đừng có đòi hỏi cái kết quả các anh chị giống như anh chị mới tập luyện trong cái việc là gì tập luyện trong cái việc là làm thương hiệu làm marketing thì cái này em sẽ chia sẻ nhiều hơn cho các anh chị trong lớp danh nhân được không ạ? Thì khi mà anh chị học lớp doanh nhân á, người thầy của theo sẽ là cái người chia sẻ cho các anh chị những cái tư duy, những cái kiến thức trong lớp doanh nhân. Nhưng mà các anh chị sẽ được các chuyển nhóm cũng như là theo sẽ hỗ trợ thêm cho các anh chị. Cho các anh chị trong quá trình anh chị sẽ thực hành kỷ luật trong việc kinh doanh là như thế nào. Thì hàng ngày anh chị chỉ cần kỷ luật thói quen thôi. Anh chị chỉ cần kỷ luật đúng những cái thói quen đó là anh chị sẽ thành công trong công việc kinh doanh của các anh chị thì thì nếu mà anh chị ở trong lớp doanh nhân thì theo sẽ hướng dẫn cho anh chị cái thói quen nào là giúp cho anh chị thành công trong công việc kinh doanh. Thì theo chỉ cần liệt kê cho anh chị đúng những cái thói quen đó và anh chị chỉ cần luyện thôi. Kỷ luật thôi. Anh chị chỉ nhớ cho theo đúng một cái bài đó chính là kỷ luật thói quen. Và nếu mà anh chị muốn trở thành một doanh nhân vàng thói vàng thì nó sẽ có những cái thói quen của một người doanh nhân là như thế nào, anh chị chỉ cần kỷ luật đúng cái đó hàng ngày cho em là được. Rồi nếu anh chị muốn trở thành một nhà lãnh đạo kiệt xuất thì một nhà lãnh đạo nó cũng có những cái thói quen của một nhà lãnh đạo nó sẽ có thói quen riêng của một nhà lãnh đạo các anh chị nhé thì cái việc các anh chị là cũng rèn kỷ lục chơi và làm với cái tần suất thời gian đây là đầu là chính là mình kỷ lục nhiều lần giai đoạn sâu là mình sẽ bắt đầu chỉnh chu và hoàn hảo và giai đoạn cuối có nghĩa là chúng ta cái, uh, cho nó duy trì là nó ok thôi khi nó đã hoàn hảo rồi thì anh chị sẽ chuyển qua chế độ là duy trì nó chỉ đơn giản là kỷ luật thói quen thôi các anh chị nó không gì cần đâu các anh chị nó không đòi hỏi các anh chị phải có ai về tài chính thông minh nó không đòi hỏi anh chị phải có cái gì đó phải thông minh trí tệ. nó không đòi hỏi các anh chị phải giỏi giang về mặt ai về tài chính cái này nó rất là cái kỹ kỷ... cái cái vấn đề này nó rất là đơn giản trên ai cũng có thể rèn luyện được tại vì nó không đòi hỏi anh chị phải có cái cái ai thông minh đấy nó không đòi cái đó nếu như mà nó cần ai quy thông minh đó ở cái này nó cần cái cái mức là cái độ kiên trì các anh chị nó cần cái sự kiên trì và cái sự kỷ luật hai các anh chị nhá nó chỉ cần cái độ đó và và kỷ luật thì giống như em theo nói các anh chị là dù anh chị có muốn thành công bất cứ gì thì anh chị cũng phải rèn luyện cái sự kỷ luật cho mình thì anh chị ha nếu như anh chị trở thành muốn trở thành một cái con người khỏe mạnh đi một cái người khỏe mạnh đi thì em theo cũng sẽ có những cái thói quen cho anh chị kỷ luật trong cái sức khỏe các anh chị còn nếu như anh chị muốn trở thành một cái người hạnh phúc thì nó cũng sẽ có những cái thói quen kỷ lục cho cái sự hạnh phúc Có nghĩa là cái người anh chị muốn trở thành một người hạnh phúc Thì cả một ngày anh chị phải kỷ lục được cái thói quen đó Anh chị không có kỷ lục được cái thói quen đó Thì anh chị sẽ không có hạnh phúc cả ngày đâu Anh chị vô nó, nó rất là đơn giản như vậy Và anh chị muốn là một cái người mà luôn luôn có tiền Luôn luôn dư tiền Thì bắt buộc anh chị phải kỷ lục những cái thói quen đó Còn nếu anh chị muốn trở thành cái người kinh doanh thành công Và tạo ra thu nhập thụ động cho các anh chị á thì anh chị phải kỷ lục đúng những cái thói quen như vậy nó sẽ có những cái thói quen riêng và anh chị cái level càng cao thì thói quen nó càng nhiều anh chị nhớ không tất cả nó đều đến từ cái việc là kỷ lục những thói quen đúng và cái việc của theo môi trường cho các anh chị đó chính là cho anh chị tư duy cho anh chị kiến thức Tại vì anh chị có tư duy đúng anh chị có kiến thức đúng thì anh chị mới có những cái hành động đúng và khi anh chị đã có những cái hành động đúng thì theo sẽ là cái người kỷ lục tạo cho anh chị cái môi trường để anh chị kỷ lục mỗi ngày và chúng ta sẽ cùng nhau kỷ lục mỗi ngày và anh chị cứ tạo ra kết quả như vậy thôi à, các anh chị nhìn không ạ và một cái người lãnh đạo kiệt xuất nó cũng cần cái kỹ có nó cũng cần những thói quen kỷ, kỷ lục những thói quen các anh chị như bản thân của theo là theo đang kỷ lục cái việc mà kỷ lục để trở thành một doanh nhân trở thành và vàng đối với theo nó thì đó nó theo làm nó như như cháo rồi có nghĩa là nó nó thấm vào máu máu mũ của mình rồi có nghĩa là mở mắt ra là mình biết là mình làm đúng cái thứ đó là coi như là mỗi tháng là mình sẽ có cái doanh thu lợi nhuận đúng với nhiêu còn nếu như mình muốn gia tăng lợi nhuận lên thì mình phải tăng cái cái sự kỷ lục của tăng cái lượng của mình lên thôi. Còn nếu như mà bây giờ em theo phải phải đến một cái hành trình đó chính là mình phải kỷ lục những thêm những cái thói quen nữa để mình trở thành một cái nhà lãnh đạo kiệt xuất. Một cái người lãnh đạo thì phải như thế nào? Nó nó có nhiều cái thói quen các anh chị. Anh chị hình dung được không? Thì đơn giản là nó chỉ là kỷ lục thói quen thôi. Nếu như anh chị muốn có một cái mái tóc đẹp anh chị muốn có một làn da đẹp thì anh chị cũng phải kỷ luật những cái thói quen giúp cho anh chị có làn da đẹp. Nếu anh chị muốn có một cái làn da đẹp trắng sáng mịn màng thì anh chị phải kỷ luật những cái thói quen nó làm cho các anh chị có một làn da đẹp anh chị nhé. Chứ không có cái chuyện mà thích thì làm thích thì bỏ, ưng thì làm hôm nay ưng thì bỏ. ở nên là để mà anh chị nó chỉ đơn giản là theo sẽ giúp cho anh chị tập luyện những thói quen. Mà các anh chị. Vì của các anh chị là kiên nhẫn như bản thân và chịu tập luyện, chịu rèn luyện là được và bản thân của các anh chị đây á là mình đã có sức mạnh tiềm thức rồi, mình đã có luật hấp dẫn nữa. khi mà các anh chị học và uh, trở thành một người doanh nhân, anh chị học ở đây á anh chị sẽ được rèn thân tâm trí rất là kỹ. tại vì sao ạ? tại vì khi mà anh chị muốn đi kinh doanh á anh chị sẽ ở đây anh chị sẽ được lội gồm cái lớp anh chị ha. trước khi mà đưa anh chị vô cái lớp doanh nhân á thì anh chị sẽ được lội gồm cái lớp đó chính là cái lớp rèn thân tâm trí để làm gì anh chị biết không ạ? À? để cái cái thân cái tâm trí các anh chị nó được vững vàng tại vì cái tâm của các anh chị mà nó dễ bị bất động đó, các anh chị, là anh chị sẽ không có dễ làm việc dễ dàng đâu. rèn luyện cái tâm của các anh chị để cho anh chị chiến thắng cái suy nghĩ bên trong của anh chị. Nên là ngày hôm nay các anh chị được học một cái phần đó chính là mâu thuẫn nội tâm, đúng không ạ? Hôm nay anh chị được học một cái phần đó chính là mâu thuẫn nội tâm. Bao nhiêu trong số anh chị đây là mỗi lần mà mình muốn làm một cái gì đó là mình hay bị mâu thuẫn và anh chị rất là thích quay đầu lại là bờ. Có nghĩa rằng là anh chị có nghĩa là chị muốn làm cái điều đó nhưng mà anh chị làm nửa đường cái anh chị cảm thấy rằng là, là bên trong cái anh chị nó bắt đầu mâu thuẫn à nó mâu thuẫn và bắt đầu nó phân tán tư tưởng anh chị em ví dụ đơn giản thôi em ví dụ đơn giản là cái lúc mà em em mới bắt đầu là rèn luyện thì mới gần đây là cách đây là vài tháng là em mới bắt đầu là em rèn luyện để trở thành nhà lãnh đạo kiệt xuất đúng không ạ cách đây cách đây là vài tháng thì cái lúc mà mình mới bắt đầu rèn luyện các anh chị nó, nó nó nhiều cái cái tư tưởng lắm có nghĩa là cái niềm tin của mình nó chưa quen với lại cái niềm tin của một nhà lãnh đạo nó còn nó còn nó còn niềm tin của một người là làm việc độc lập cá nhân không không có trở thành một người lãnh đạo anh chị ha thì bây giờ mà tự, bây giờ em biết rằng là một người lãnh đạo là phải như thế là nó có cái niềm tin như thế như thế như thế như thế bây giờ mình ráp vô não mình nó không có nóng vô được cái anh chị cái não của mình nó đã quen làm việc độc lập rồi còn cái người mà lãnh đạo là họ phải làm việc quy mô đậu nhốt quy mô là gì ờ, phải có sự phối hợp của nhiều người còn một cái người mà làm việc độc lập với okay, các anh chị là họ sẽ làm việc con mình họ thôi có nghĩa là họ mạnh đủ con mình họ thôi còn họ không có một cái thói quen là làm việc đó Ê thì khi mà em thấy mới tập luyện vậy thì nó nó bị tiếng nói nhỏ nghe anh chị nó 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 xử nhiều thứ lắm thứ nhất là nó 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 nói rằng là mình không làm được như thế rồi em cũng nó cũng có những cái tiếng nói là như là chắc là mình không có rèn luyện được vậy đâu rồi không biết là khi nào mình mới có thể làm được rồi nói chung là nó cũng đủ trò lắm các anh chị nhá nên là em nói các anh chị là bất kỳ ai ở cái level nào họ cũng sẽ gặp những cái vấn đề như các anh chị level các anh, anh chị gặp vấn đề của anh chị nhưng mà những cái người họ cao hơn họ cũng có cái vấn đề của họ thôi anh này là chúng ta cũng khỏi phải <laughs> khỏi phải cũng, nói rằng là người này giỏi người kia giỏi việc của các anh chị cứ tập trung vô cái mục tiêu của anh chị thôi anh chị vô cứ tập trung kỷ luật đúng cái hành trình của anh chị anh chị đi đúng cái hành trình của anh chị là được rồi chứ bản thân của thư cũng đi mỗi, mỗi lần đi lên mỗi cấp độ mỗi lần tăng trưởng cái 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 năng lực của mình em thư cũng phải gặp những cái vấn đề như thế thứ nhất là đầu tiên là mình gặp cái vấn đề đó chính là mình sợ mình không làm được ha các anh chị ha mình sợ mình không làm được và em thư mới nhớ lại cái lúc mà mình mới học lái xe ô tô đó thì cái lúc mà mình mới bước vô cái chiếc xe là mình sợ rồi mình sợ mình không lái được các anh chị tại vì nó đủ cái trò hết nó nào là cần số nó nào là bánh lái nó nào là vừa phải kiểm soát bánh lái nào phải kiểm soát cần số nào phải nhắn ga nào phải ừ, nhảy kia các kiểu thứ cái là nói chung là mình thấy nó căng quá thành ra là em cái ngày ba ngày đầu tiên học là em cảm thấy là áp lực luôn các anh chị em cảm thấy sợ luôn không biết lần là đến khi nào mình mới làm chủ được chiếc xe có nghĩa là anh chị làm chủ được cái chiếc xe đó thì anh chị mới tự tin anh chị lái cái chiếc xe ra ngoài ra ngoài đường đúng không ạ à? nhưng mà em nói với anh chị rằng là chỉ sau một tháng thôi là cái người thầy dạy em là công nhận là em có thể rằng là lái xe ra ngoài đường một cách dễ dàng và ông tự tin em cho em lái được luôn, luôn có nghĩa là nó, nó trước đó mà trước đó một tháng là là em là cái người vậy chị nói, Em là người sợ em sợ bước lên chiếc xe đó mà sau đó một tháng là ông thầy phải công nhận em lái xe anh chị hình dung được không ạ à? có nghĩa là bất kỳ khi mà cái gì đó mới là mình sợ thì cái lúc đầu em đi học em nói thật các anh chị là em thấy mấy người lái xe tải á em thấy mấy cái người mà lái xe ô tô đó, em nói thật cái anh chị là em ngưỡng mộ ghê lắm nó nói trời ơi sao mà cái mấy anh taxi này anh hay giữ ta lái xe rồi hay giữ ta ừ mình đây mới học ừ, mình không biết khi nào mình mới có thể làm chủ được chiếc xe ta Nói thật cái anh chị là nó tóm lại là từ nay về sau anh chị cứ hiểu đơn giản cái gì mới mình chưa học là mình thấy mình thấy nó căng nhưng mà anh chị vô cuộc chơi rồi là anh chị thấy nó ngon lành và anh chị biết không ạ à? tại vì em thấy em thấy rằng là cái cạnh mà em đó là em em chia sẻ anh chị chỗ này để anh chị khỏi yên tâm anh chị yên tâm là anh chị anh chị ở môi trường câu lạc bộ anh chị lợi thế cái gì, gì chị biết không anh chị biết lý do tại sao mà một tháng sau ông thầy ông công nhận em lái xe điều luyện không có nghĩa là ông sẵn sàng giao xe cho em lái đi ngoài đường luôn đó mà anh chị biết không mà em đã chơi chiêu gì anh chị biết không em nói anh chị anh, anh chị biết em chơi chiêu gì không em đã chơi chiêu cái anh chị nhá em đã chơi chiêu như thế này nè em đã chơi chiêu như thế này nè các anh chị đón được không ai đón được à ai được, chơi với em lâu rồi anh chị đón được à nghe em nói nhiều rồi anh chị đón được à Em chơi chiêu vậy chị biết không ạ? Em cho Chơi chiêu gì mà anh chị có thể biết hả? Đúng rồi, chơi chiêu. Anh chị có nghĩa rằng là anh chị biết sao không? Tại vì cái ý thức của em nó đi học lái xe, có nghĩa là lúc mà em đi học, em gặp ông thầy á, là em chỉ là ý thức của em học thôi. Có nghĩa là chỉ có 10% não bộ của em nó học thôi các anh chị anh chị hình vô không? Đó, nên là em về nhà em mới nghiên cứu rằng là bây giờ mà mình học cái kiểu này chắc là mình không biết khi nào mình mới giỏi. Chỉ bắt đầu em về em chơi chiêu là em lâu sức em lâu tiềm thức ra học các anh chị có nghĩa là sáng em đi học á, là thầy chỉ em là khi mà em bước lên xe em ngồi á, là em sẽ bật cái em sẽ bật số em sẽ bật cái chìa khóa trước sau đó em sẽ điều chỉnh bánh lái rồi bước số 3 là em sẽ lâu cặn rồi đó em nhớ em nhớ động tác có nghĩa là em nhớ bước một bước hai bước ba bước bốn bước một hai bước bốn là vậy ha cái tối trước khi mà đi ngủ em mới ngồi em hình dung em nhắm mắt lại có nghĩa là em sẽ học em sẽ lâu tìm thức để em học tối vậy em lâu tìm thức để em học một lần nữa là em sẽ lâu nó ra em bắt đầu em tua lại cái cái lúc mà ông thầy chỉ có nghĩa là em tua lại là em bước lên xem đầu tiên là bước một là ngồi xuống bước số hai là chỉnh ghế rồi bước số 3 là uh, cần số bước số 4 là điều chỉnh bánh lái này kia nói chung là mình sẽ đi đúng cái bước giống như ông thầy em dạy và em làm như vậy tới 5 lần có nghĩa là lúc mà em đi ra xe em học thì ông thầy ông có thể cho em chạm xe ba hai lần hai lần đến ba lần nhưng mà về nhà em hình dung tưởng tượng em lâu tiền thức ra em học lại thì em làm tới 5 lần nữa thì cộng vô nó ra tới 8 lần một ngày anh chị hình dung nó không đó có nghĩa rằng là vừa học ý thức và vừa học bằng tiềm thức nên là ông thầy ông muốn vái phục em các anh chị ạ. ông thầy ông nói rằng là từ giờ ông chưa bao giờ gặp cái học trò như vậy thậm chí là kể cả những cái người học trò mà mà trẻ giống như em ông cũng chưa bao giờ gặp và ông rất là nhẹ nhàng với cái việc là chỉ bảo cho em tại vì cái gì ông chỉ cho em là tối gì em lâu tiềm thức để em học lại cho anh chị Ở nên là em nói các anh chị là khi mà anh chị biết uh, sử dụng sức mạnh tiềm thức nó cũng lợi thế cho các anh chị lắm uh, nên là em theo mới uh, nên là khi mà anh chị học qua cái lớp doanh nhân trọng vàng á uh, là anh chị sẽ được câu lạc bộ chúng tôi Vàng đưa anh chị lội qua cái lớp sức mạnh tiềm thức. Để cho anh chị biết được rằng là sức mạnh tiềm thức là như thế nào để anh chị khai phá cái con người bên trong các anh chị ra. Khi mà anh chị khai phá nó ra rồi thì khi mà anh chị đi kinh doanh, anh chị học kinh doanh, anh chị làm kinh doanh không phải một mình anh chị làm nữa. Mà anh chị dùng tới 90% sức mạnh bên trong các anh chị để anh chị thực hiện những công việc kinh doanh này. Đó là lý do tại sao những anh chị kinh nghiệm anh chị không có, những anh chị mà mới vô câu lạc bộ đó, anh chị nghĩ đi. Ờ, họ chưa bao giờ kinh doanh bao giờ hết họ chưa bao giờ chạm vô công việc kinh doanh họ chưa bao giờ mà mà đứng trước một đám đông để nói gì đó mà không hiểu cái lý do gì mà vô học mà áp dụng cũng đạt được 100 triệu lợi nhuận một tháng à, anh chị nhá họ cũng có thể làm được trong khi là anh chị biết mà những người đi kinh doanh lâu năm 10 năm chưa chắc đã làm ra được thu nhập đó hai các anh chị bởi vì sao ạ bởi vì họ biết cách vận hành sức mạnh tiềm thức của họ nữa thì đó là em chia sẻ nó, nó thực tế cho các anh chị nên chị hiểu được cái lý do tại sao một anh chị mà họ đến với môi trường câu lạc bộ họ học cái lớp nhân nhân tại sao họ có sự bứt phá như vậy là bởi vì không không phải họ học họ ứng dụng bằng chín mười phần trăm ý thức đâu các anh chị mà họ học họ biết cách họ được đào tạo trong cái việc là dùng 90% cái sức mạnh tiềm thức bên trong để mà họ học và trong cái lớp doanh nhân chậm thì họ vàng các anh chị anh chị có một cái tiệc chiêu đó, chứ là anh chị sẽ học được một cái quy trình là cái quy trình nhập thân đó các anh chị nhé anh chị có được cái quy trình nhập thân quy trình nhập thân nếu mà anh chị nào ở đây mà biết xài được quy trình nhập thân á là anh chị không có sợ gì luôn các anh chị được mà em ví dụ như đơn giản là em sẽ làm quy trình nhập thân nha anh chị xem ha. ví dụ ví dụ như em ngồi đây với các anh chị nha khi mà em lên chia sẻ cho các anh chị đó là nếu như em không dùng quy trình nhập thân á thì em sẽ là em đúng không ạ em sẽ là em nếu như bên trong em không có những cái trí tuệ hay không có những cái những cái uh, những cái uh, thói quen, những cái cảm xúc hay những cái tư duy hay á thì nhiều khi em lên em nó bậy nó bãi các anh chị các anh chị nghe nó sẽ ảnh hưởng đến cái tư duy của anh chị đâu mà. Ảnh hưởng đến cái trí tuệ các anh chị. Thì vô, vô tình là em không có giúp được cho các anh chị thành công. Nhưng mà để mình để mà đảm bảo chắc ăn đó các anh chị. Thì trước khi mà em lên em chia sẻ các anh chị em sẽ làm một quy trình nhập thân Đó chính là em sẽ nhập cái uh, nhập cái vũ trụ vào trong người của mình được mà nhập vũ trụ vào trong người mình tại vì vũ trụ là cái người mà rất muốn các anh chị thành công em không biết các anh chị đang em chưa chưa nói chuyện các anh chị nên em chưa biết các anh chị đang cần gì nhưng mà vũ trụ là cái người biết rất rõ anh chị đang cần cái gì ha các anh chị thì trước khi mà để mà hiệu quả nhất trong cái buổi chia sẻ của em đó, thì em sẽ làm cái chiêu là em sẽ làm quy trình nhập thân trước khi em lên nói chuyện các anh chị được mà có nghĩa là mình nhập cái năng lượng của vũ trụ vào phóng chiếu vào thì đâu lúc những cái gì mà em nói ở đây Nhiều khi em Đó chính là những cái Câu chuyện, những cái ý tưởng, những cái tư duy Mà vũ trụ muốn truyền đó các anh chị Em chỉ là một cái người hiện thân thôi Anh chị nghe nó hơi lạ đúng không Thì đó chính là hoặc là như thế này Hoặc hoặc là em chia sẻ anh chị đơn giản như thế này nè Ví dụ như là em hay sử dụng Cái quy trình nhập thân cho cái việc như sau Ví dụ như là lúc trước đó, Thật sự là em chưa có cái tư duy Của một nhà lãnh đạo các anh chị và em cảm thấy là để trở thành một nhà lãnh đạo là rất là căng thẳng Nói chung là đối với em khi mà em chưa biết thì nó sẽ căng thẳng Thì uh, cái người thầy của em là chủ tịch Trịnh Huy đó, Là khi mà em tiếp xúc với người thầy của mình Thì em biết rằng là cái tinh thần lãnh đạo rất là tốt Tại vì có được khả năng làm việc uh, Làm việc uh, quy mô đội nhóm Quy mô đội nhóm lớn và có khả năng rằng là giúp cho những cái người xung quanh của mình ai cũng trở nên rất là giàu có có nghĩa là ai cũng có thể ở ai mà ai mà ở bên cạnh của người thầy của mình sát sao là, là, là rất là giàu có đó nên là em theo làm theo mới làm cái quy trình nhập thân đó chính là mình nhập cái cái con người đó cho trong người của mình có nghĩa là mình cũng tưởng tượng mình mình lúc mà mình chưa có được như thế mà thì em theo bắt đầu là em theo sẽ dùng cái quy trình nhập thân mình sẽ nhập cái người lãnh đạo đó vào trong người của mình thì khi mà mình nhập vô thì bên trong của mình nó sẽ có xu hướng phát triển và hướng tới con người đó anh chị ha phát triển và hướng tới cái con người đó có nghĩa là em không biết là em phải phát triển như thế nào thì cái bên trong của mình nó sẽ dẫn nó sẽ có những cái thói quen nó sẽ có những cái hành động và nó sẽ có cái xu hướng là phát triển những cái kỹ năng cái phẩm chất những cái tố chất của cái người mà mình nhập thân vô đó. anh chị hiểu không? thì nó anh chị hiểu tới đây không nhiều khi nghe quan mang quá không tại vì anh chị mới đó anh chị nghe nó quan mang quan mang có thể bỏ qua còn ai hiểu được thì ok được mà tại vì uh, chưa chưa hiểu thì từ từ hiểu có nghĩa là anh chị chơi với em hoài anh chị nghe em theo nó hoài anh chị sẽ hiểu đó thì nó nó cái quy trình nhập thân nó hay vậy đó nên thành ra nếu như mà anh chị chưa có biết cách bán hàng thì em sẽ chỉ cho anh chị một cái tuyệt chiêu đó chính là nếu như anh chị học cái quy trình nhập thân nó xong thì anh chị cứ lâu ra anh chị xài như vậy đó mỗi lần mà anh chị muốn muốn tiếp xúc với người khách hàng hay là anh chị muốn tiếp xúc với ai anh chị cứ nhập thân cái người mà anh chị thấy rằng là họ đã đã làm được cái thứ anh chị làm rồi họ đã làm được cái thứ anh chị muốn làm rồi thì anh chị cứ nhập cái người đó vô người của mình được không ạ? đó và em thường nhớ là có cái hôm á các anh chị em gặp một cái người đối tác cái người đối tác của mình đó là trong tay là sở hữu là rất là nhiều nhiều tỷ trong tay cả nghìn tỷ trong tay các anh chị mà bây giờ mình gặp một cái người đối tác nghìn tỷ trong tay mà mình chưa có nghìn tỷ mình thấy nó hơi cần nha anh chị thì mình nói chuyện như họ mình cũng hơi khựng các anh chị nha không thế là em mới đi ra nhà vệ sinh đó, em mới làm một cái quy trình em mới ngồi em em làm quy trình nhập thân em nhập thân là giả sử như bây giờ mình là một cái người mà có cái khối tài sản nghìn tỷ trong tay thì cái cái phong thái của mình là sẽ như thế nào thế là đi đi ra làm quy trình nhập thân cái nó nhập thân nó nó ngon lành rồi nó tự tin rồi mới vô mới đầu nói chuyện bắt đầu tự nhiên nó có những cái câu nói những cái cái sự tự tin cái mình nói cái tự nhiên cái người chị đó họ họ hòa hợp với mình họ bắt chuyện được với mình và khi họ làm bạn với mình rồi thì mình mới có thể trao đổi những cái tư tưởng những cái ý tưởng những cái cái chiến lược của mình để mà họ có thể nghe để mà họ nghe rồi họ mới họ mới đồng thuận theo họ mới hợp tác với mình đúng không các anh chị chứ bây giờ mình nói mình mình nói chuyện họ mà mình, mình run cầm cập rồi mình không có mình không có tự tin thì thì cái người đó đâu họ đâu muốn hợp tác với mình đâu anh chị công nhận họ đâu hợp tác với mình đâu thì cái cái may tầng may thì gì may tầng nào hút may tầng đó mà thì bây giờ một cái người mà cả nghìn tỷ trong tay thì nói chuyện đứa chưa có tâm trăm tỷ trong tay thì sao nó vô được sao nó vô được cho nó khớp lại được các anh chị nó không khớp lại được thế thì mình phải làm một cái quy trình mình nhập thân mình mình nhập thân một cái người mà có nghìn tỷ trong tay thì họ sẽ có cái phong thái như thế nào họ có cái đỉnh này nên là em nói các anh chị là đắt giá nhất trong cái chương trình nhanh nhân nếu mà anh chị nào đây mà mình mình chưa có cảm thụ được những cái kiến thức kia chưa vô á, thì ít nhất anh chị sẽ Uh, sở hữu được cái quy trình đó và cái quy trình đó thì thường là đến cái ngày cuối cùng của cái chương trình anh chị mới được học nên là anh chị nào mà kiên nhẫn đến hết cái chương trình anh chị mới được học cái được tặng cái cái quy trình đó và em nói quy trình đó rất hay các anh chị nha được không ạ <laughs> anh à chị hoàng yến đã chưa học này không chưa có được học lớp doanh nhân là chưa được học thì lớp doanh nhân nó sẽ có hai phần thì cái phần một các anh chị mới được học cái quy trình đó các anh chị nha. thì sắp tới đây á là lớp và tổ cái phần tổ chức ra đây là quay lại cái phần một nè thì các anh chị cái ngày thứ 31 cái ngày thứ 30 cái ngày cuối cùng anh chị sẽ làm quy trình nhập thân này và nên chị làm cái quy nhập thân này anh chị có sợ gì nữa đâu anh chị muốn trở thành ai thì anh chị cứ nhập người đó vô anh chị, cứ nhập thân người đó từ từ có nghĩa là trong cái giai đoạn mà em trong cái giai đoạn mà mình mình rèn luyện kỹ năng thói quen của mình để trở thành cái người đó có phải là mình cần thời gian không các anh chị mình cần thời gian để mình trở thành cái người mình muốn trở thành không ạ đó, mình cần cái thời gian không các anh chị thì, thì trong cái quá trình mình cần cái thời gian như vậy thì sao thì thì sao các anh chị thì thì mình phải cho cái chiêu nhập thân thôi các anh chị nhé Nên hồi xưa em còn em còn nhập đô năm trăm vô trong người em tại vì sao ạ à? tại vì khi mà em đọc sách của đô năm trăm thì em thấy đô năm trăm rất là mạnh trong cái việc là dứt khoát câu nói anh chị có thể rằng là thấy đâu lúc em có những cái sự dứt khoát như thế là anh chị biết là chắc nhập đô năm trăm anh chị ha à? ừ. nói chung là em nhập nhiều người lắm em thích em thích nhập ai là em nhập ạ à? em thêm sẽ nhập là danh nhân nguyễn diễm này nếu như đâu lúc anh chị thấy em thì rất là hiền từ Em rất là nhẹ nhàng đó là, là lúc đó anh chị biết là em nhập ai <laughs> yeah. à, anh chị nhìn trên cái trang tiktok của em anh chị sẽ thấy em có rất nhiều cái biểu cảm khác nhau lúc có thể anh chị sẽ thấy em rất là hiền từ rất là hiền lành đúng không rất là yêu thương thì yêu thương. là anh chị biết em nhập ai đó là em nhập doanh uh, nhân, nhân nguyễn diễm đó, là cái thế mạnh của cái người chị đó là họ có một cái thế mạnh đó chính là chị đó rất là uh, nhẹ nhàng rất là hiền từ uh, rất là rất là điềm đạm nói chung là cái đó là cái thế mạnh của chị ấy thì mình biết ai có thế mạnh gì thì mình sẽ nhập thân người đó vô. Đúng mà Còn um, chủ tịch trịnh huy người thầy của Thư thì sẽ có một cái kiểu đó chính là rất là dứt khoát. Uh, rất là tư duy. Tư duy rất là yên thâm. Nói cái gì là phải rõ ràng cái đó. Đã nói tới một cái kiến thức gì là phải phân tích rất kỹ lưỡng. Thì đó là cái thế mạnh của người thầy mình. Thì theo sẽ muốn như thế đúng không? Thì Thư nhập thân cái người thầy mình vô. Còn um, uh, Và đi đọc sách của Đô Nam Trung thì theo thấy là Đô Nam Trung có một cái điều đó chính là Đô Nam Trung rất là dứt khoát và rất là Nói chung là ông rất là mạnh mẽ và ông không có sợ ông không có sợ thua ai hết á. Thì những lúc mà anh chị thấy em quyết liệt và mạnh mẽ đó anh chị biết em đang <laughs> nhập một phần năm 500 vô. Rồi, vào. rồi à, em phát hiện ra là Tony Robbins nữa, Tony Robbins cũng là một người em cũng hay đọc sách và em hay nghiên cứu. Thì Tony Robbins là một cái người rất là năng lượng đỉnh cao. Thì cái giai đoạn nào mà anh, anh chị thấy em năng lượng đỉnh cao là anh chị biết em nhập thân nhập nhập thân ai là anh chị biết rồi. Anthony Robbins là mỗi lần anh chị thấy cái người ổng là anh chị quảng hồn liền anh chị thấy cái người ổng là anh chị thấy rằng là năng năng lượng tràn đầy năng lượng khí thế năng lượng khủng khiếp thế thì anh chị biết là ổng nhập nhập ai là anh chị biết rồi đó anh à, chị anh, 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 anh chị biết là em lúc đấy anh chị có nhìn thấy những cái lúc mà em rất là tràn đầy năng lượng mà mà anh chị biết mà cái giai đoạn mà em cực kỳ tràn đầy năng lượng là em có thể rằng là là lít cả một cái sân khấu anh chị ha cả một cái sân khấu mà gần 500 anh chị coi như là cười cười ha hóc có nghĩa là 500 anh chị đó là không ai có thể rằng là 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 rất tỉnh táo từ đầu giờ cho đến chiều luôn các anh chị nhé mà có nghĩa là em có thể lít được một cái sân khấu 500 anh chị như vậy tức là đang nhập thăng ai chị nhập thăng Tony Rubin vô người vậy mà nên là là trong quá trình mà mình rèn luyện tại vì Tony Rubin ông phải mất năm 40 năm ông mất 30 năm để ông rèn luyện để trở thành một cái người có cái năng lượng đỉnh cao như thế thì ngay bây giờ ngay lúc này em muốn trở thành giống như ông thì em cũng phải rèn luyện trong một năm năm sau em mới được như ông đúng không ạ à? thì bây giờ mình muốn nhanh hơn thì mình phải chơi cái chiêu nhập thân rồi các anh chị được không ạ à? đó là làm là em đã xài những cái cái bài cái, nói chung là cái bài đấy em cũng nhập hơi nhiều thì sắp tới đây em sẽ nghiên cứu vô sim và em sẽ nhập vô sim mất cho người quen <laughs> ở, chị, ở trong là nó nó hay vậy đó các anh chị nên là em nói em rất là khuyên các anh chị luôn là hãy học cái chương trình nhanh nhanh cho ta hóa và vàng đi tại vì khi mà anh chị học xong nó có nhiều cái thứ hay trong đó và bao nhiêu cái trí tuệ mà mà hay nhất ở trên thế giới nó sẽ được cập nhật ở trong đó các anh chị và em theo sẽ là cái người đi trước và em cũng sẽ hướng dẫn các anh chị cái cách để mà anh chị kỷ lục thôi ha, đơn giản là hãy kỷ lục chỉ cần anh chị kỷ lục cho em khô quen thôi thô, em giao cho anh chị là à, bây giờ là muốn cái đó là cần cái thói quen đó thói quen đó thói quen đó bây giờ kỷ lục nó đi kỷ lục mỗi ngày cho em thôi là nó đạt được kết quả nó đạt được thành công anh nhiều khi anh chị học anh chị học mà anh chị thực hành em hướng dẫn cho anh chị thực hành anh chị có thể tạo ra dòng tiền luôn các anh chị nhé anh chị tạo ra dòng tiền luôn á trên chính một là trên chính công việc kinh doanh các anh chị hai nữa đó chính là gì à? là có những cái công việc em có thể định hướng cho các anh chị nên chị có thể có công việc anh chị thực hành được không ạ à? yes ok à, khiếu hài hước à để coi có gì anh chị cũng khen em theo có khiếu hài hước để em có khiếu hài hước thì em nhập ai khiếu hài hước thì như là, là như là không cái đó giống như là bản năng nè anh chị có muốn nhập em không <laughs> học nhân nhanh nhanh trời thôi vàng nếu mà anh chị muốn anh chị có bao giờ anh chị muốn có một phần gì đó giống em không thì nhập em vô <laughs> rồi thì cái anh theo chia sẻ cho anh chị thêm ha thì anh chị biết mà hồi xưa theo cũng không có không có giỏi kinh doanh đâu các anh chị không giỏi bán hàng đâu thì cái lúc xưa các anh chị em theo chỉ làm có 5 triệu một tháng thôi thì em sẽ chia, chia sẻ cho anh chị biết rằng là cái công việc kinh doanh và bán hàng là marketing của em nó đã cho em một cuộc sống như thế nào và và quan trọng là những cái tư duy nữa các anh chị thì lúc xưa em theo có một cái em theo đã không biết bán hàng đâu em theo cũng không có tư duy tầm nhìn không biết chọn cho mình công việc kinh doanh nào đúng đắn rồi các anh chị và em theo cũng lương thu nhập là 5 triệu một tháng thì khi mà em theo đi làm thuê cho cái người sếp của mình á thì người người sếp của em á là làm việc cửa các anh chị à, người sếp của em theo là làm việc cửa có nghĩa là ông sẽ làm mới cửa mấy cửa này nè thì à, ông mới nhờ em á, là đi chào hàng có nghĩa là ông bảo em á, là đi chào hàng đi chào hàng các anh chị đi chào hàng có nghĩa rằng là đi ra các cái nhà mà đang xây á đi ra các cái nhà đang xây xong rồi là à, chào cái nhà nào mà họ có thể là hợp đồng cửa với ổng á, thì thì ok ha các anh chị ha thì ổng giao giảm nhiệm vụ đó thì cuối cùng em đi chào hàng thì em đi tới mấy cái hợp nhà đó em, uh, ký hợp đồng á thì sau khi mà em ký hợp đồng thành công á thì khách hàng họ tới họ chỉ vô trong túi của ông ông sếp của em là 500 triệu các anh chị ha ông chỉ vô túi của ông sếp em là 500 triệu có nghĩa là em thì không có đồng nào hết <laughs> nhưng mà ông sếp em có 500 triệu vô túi nha đó cái em mới nhìn cái cảnh đó em mới nói rằng là hết cái khách hàng này là mình đi tìm, mình đi tìm mình bỏ thời gian công sức mình đi kiếm khách hàng mà cuối cùng tiền nó chảy vô túi ông sếp nó không chảy vô túi mình các anh chị cái em theo mới đặt câu hỏi rằng là nếu như bây giờ mà mình cứ cố gắng mình đi kiếm 10 người khách hàng đi thì uh, thì cuối cùng là tiền nó cũng đổ hết vô túi ông sếp nó cũng không chảy qua túi mình có nghĩa là nó, nó chạy tài khoản vô trong túi ông sếp đó, thì em mới nói rằng là à vậy thì thôi bây giờ mình sẽ nghĩ mình về nhà mình bán cho mình mình bán hàng cho mình mình sẽ tự bán hàng mình sẽ tự uh, bán hàng cho mình mình bán được bao nhiêu thì mình sẽ hưởng bao nhiêu chứ bây giờ mình chuyển tiền cho mình đi kiếm khách hàng cho ông sếp cuối cùng ông sếp ổng tiền khách hàng nó chạy vô túi ổng nó đâu có chạy túi mình đâu rồi cuối cùng uh, rồi cuối cùng là mình cũng không biết ông có cho mình bao nhiêu tiền nữa có nghĩa là em cũng không biết là ông sẽ cho mình bao nhiêu tiền nữa các anh chị ông có cho mình không nó cũng không biết nữa tại vì ông làm ăn nó đâu có lời lời được bao nhiêu ông lời thì ông cho ông, ông lỗ rồi thôi các anh chị không thì em mới ra quyết định là em sẽ nghĩ em sẽ không có làm mà em quay cho về nhà Quay cho về nhà thì em sẽ bắt đầu bán hàng thì lúc đó em mới bán cái những cái sản phẩm uh, ví dụ như là những cái sản phẩm phục vụ cho người phụ nữ ví dụ như những người phụ nữ là sao ạ có cái sản phẩm gì uh, serum cho da hoặc là sữa rửa mặt hoặc là mặt nạ cho da đó bán bán cái đó đó hoặc là son đó đồ phắng, rồi phấn um, rồi hoặc là gì ạ à? dinh dịch uh, vệ sinh đó nói chung là đầy đủ cái gì em theo cũng uh, có thể em theo mới tìm ở trên mạng đó là em theo nói gì em bán thì anh chị biết không ạ tối nào thì cũng bật live stream lên em live stream okay, anh chị nha đúng không ạ thì em thấy cái facebook nó có cái live stream á thì em nghĩ rằng là em thấy người ta đầu là live stream thì người ta sẽ uh, này kia các kiểu thứ khách hàng nhiều hơn thế thì ngày nào em cũng bấm live stream thế an đi vệ sinh da mặt rồi an hay quá ha tôi đang ngồi tôi còn chia sẻ lên, đi rửa mặt rồi xuống không thì em theo mới ngồi bấm live stream các anh chị ngày nào em cũng vô live stream hết Ngày nào em mắm livestream em livestream và em chia sẻ rằng là anh chị nếu mà mình muốn á, mình muốn mà có da đẹp á là mình phải rửa mặt như thế này nè, đó. Rồi xong rồi mình phải uh, rửa mặt xong rồi mình phải makeup như thế này này nữa da mặt mới đẹp được các anh chị. Rồi xong rồi em ngày nào có nghĩa là cái ngày nào cũng lên em chia sẻ có nhiều hết á. Ngày nào em cũng lên cũng chỉ cho ta là ê nó anh chị có muốn mà da đẹp là phải rửa mặt thế này thế kia. À, rửa mặt xong thì nó chống lại là anh chị nên dùng cái sữa rửa mặt này và sữa rửa mặt này là có giá là bao nhiêu tiền đó anh chị mua đi <laughs> nói chung là bán hàng kiểu vậy các anh chị nhá ô bán hàng kiểu mà nó nó giống là trẻ trâu lắm nghe anh chị và em nói anh chị là ngày nào cũng live stream như vậy thì em hỏi các anh chị có ai thèm coi không có ai thèm coi không các anh chị ủa có ai thèm coi đâu ủa họ thấy không có thèm coi các anh chị nhá ngày nào cũng đúng cái bài đó mà ngày nào cũng đều cứ đúng 8 giờ lại em bấm lại chìm em hay thiệt em không biết hồi đó em làm xiên kiểu gì mà mà đúng cứ đúng 8 giờ là em cơm nước xong xuôi là em không có học hành gì hết trơn giống như bây giờ đâu mà em vô mà là em cứ mở lại chim ra là em cứ like để em nói đúng nhiều đó em cứ bật lên xong rồi em rửa mặt rồi em cứ này kia các kiểu thứ xong rồi là anh em làm đúng một người coi <laughs> có một người coi lại chia em thôi, thôi các anh chị nhé trời ơi cái ngày đầu tiên á, thì còn có cô gì chú bác là vô còn nó ô rồi đây cái thứ còn càng càng ngày xong rồi coi như có một người còn lại một người coi và có chị hai mua dùng ủng hộ cho cái chai sữa rửa mặt rồi có uh, có, có, có bà có có bài gì là mua nhầm cho cái cái kim 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 rồi đó nói chung là vậy đó ủng hộ ủng hộ hết thì cũng hết ủng hộ thì xong hết hết bán được luôn đó, thì bán hàng nghiệp dư nó vậy đó các anh chị nhé cho thế là em thiêu cũng uh, sau một thời gian thì uh, nói chung là em cũng kiên nhẫn lắm sau một thời gian thì cũng không có ai hết các anh chị cho đến khi mà mình mới mới gặp môi trường câu lạc bộ thì mình mới học nó đàng hoàng các anh chị mình học cái lớp doanh nhân trẻ đại hóa vàng thì nó đàng hoàng nó nó, nó, lịch lãm hơn có nghĩa là mình có kiến thức mình có chuyên gia mình có kỹ năng mình hiểu được cái tư duy mình có trí tuệ mình có trí tuệ mình có tư duy mình có kỹ năng các anh chị ha rồi đặc biệt là mình biết bán hàng mình sức mạnh tiềm thức mình biết dùng tiềm thức để mình làm nữa nó ngon lành gần đạo hơn các anh chị ừ, bán hàng bán hàng nghiệp dư là nó, nó thảm lắm các anh chị ha. bán hàng nghiệp dư là toàn đi năng nỉ ta không à còn bán hàng chuyên gia là được khách hàng ngưỡng mộ lắm thằng các anh chị thôi các anh chị thích vậy ạ à anh em nói nghe chị rằng là anh chị nay ha nếu mà anh chị có ý định kinh doanh á thì rất là là nay các anh chị rất là nay để mà các anh chị và anh chị biết mà xu hướng xu hướng sắp tới á, là anh chị hãy có một cái ngành cho anh chị đó chính là cái ngành anh chị phải chuyển được cái doanh nghiệp các anh chị trên online ha các anh chị nếu như mà có một số anh chị đây là em theo biết là anh chị có kinh doanh truyền thống rất là nhiều nhưng mà sắp tới anh chị nay chuyển cái doanh nghiệp các anh chị lên online và hàng ngày em theo cũng sẽ có những cái thói quen để giúp cho các anh chị có thể kỷ lục cái việc xây dựng thương hiệu các anh chị trao online và anh chị biết mà khi mà em thư khi mà em thư bán như vậy anh chị biết mà em bán một cái mặt hàng như vậy nó có 100 trăm ngàn thôi 100 trăm ngàn thì tiền lời nó nó rơi vào 50 mươi ngàn tiền ship là nó rơi vào hai chục nói chung là tất cả thứ là nó lời nó không còn nhiều hết đó mà cái công sức mình bỏ ra rất là nhiều các anh chị đó nên là khi mà mình có một cái kiến thức mình có cái chuyên ngành rồi thì mình sẽ bán được những cái combo hoặc là những cái sản phẩm nó có giá trị lớn và nó mang lại cho mình cái lợi nhuận cao hơn và khi mà mình có trí tuệ mình có tư duy thì mình sẽ nói chuyện được với những anh chị mà có cái những anh chị mà có cái dòng thu nhập cao á thì họ sẽ gì họ sẽ mình sẽ phục vụ được họ và mình sẽ có cái dòng thu nhập mình có cái dòng lợi nhuận nó cao hơn còn không á là anh chị cứ đi bán những cái sản phẩm mà nó thấp thì nó sẽ lợi nhuận các anh chị nó cũng có nhưng mà nó sẽ không được nhiều anh chị mà anh chị phải bán cái số lượng hàng lớn á, thì anh chị mới có cái lợi nhuận cao được thì đa số là em thấy rằng là anh chị dù có bán cái hàng gì thì hầu như các anh chị cũng đều có cái thu nhập nó cũng uh, nó cũng khá hơn rất là nhiều so với cái thu nhập anh chị đi làm thuê ví dụ như hồi xưa em theo đi làm thì một tháng có 5 triệu rồi các anh chị đi làm thuê á em góp góp thì một tháng có 5 triệu thôi thì khi mà em theo học kinh doanh thì em bán như vậy thì một tháng như vậy là em có một trăm triệu một uh, trăm triệu lợi nhuận thì một trăm triệu lợi nhuận như vậy thì anh chị biết mà một tháng 5 triệu thì làm 10 tháng mới được 50 triệu đúng không? Và làm 20 tháng nó mới được 100 triệu. Thì khi mà mình đi kinh doanh, mình làm kinh doanh mà một tháng mình làm ra được 100 triệu có phải biến thu nhập mà 2 năm trở thành thu nhập một tháng không các anh chị? Đó biến thu nhập 2 năm thành một tháng đó các anh chị hiểu cái câu rằng là biến thu nhập một năm thành thu nhập một tháng các anh chị chưa ạ? Thì đó là cái việc mà câu lạc bộ có thể giúp được các anh chị đó. Nên là em cũng mong là các anh chị hãy tập tè đi ha. Để bắt đầu đi nha các anh chị nhé thì nếu mà các anh chị nào có nhu cầu mong muốn thì anh chị hãy tham gia vào chương trình doanh nhân chào thái hóa vàng còn những anh chị nào mà đã tham gia rồi thì hàng ngày anh chị sẽ kỷ lục với theo trong cái khung giờ là 16 giờ 10, 16 18 giờ hàng ngày được không các anh chị ơi ok ạ. rồi thì chương trình cũng sắp bắt đầu sắp tới anh chị cũng sẽ sắp được học lại cái chương trình doanh nhân chào hóa vàng đó nên là anh chị nào ở đây cũng có thể tranh thủ để mình hỏi cái điều kiện của những người trưởng nhóm của mình ấy. Anh chị hỏi điều kiện đó, chị ra quyết định cho nó kịp các anh chị ha thì khi mà anh chị kịp rồi thì em theo sẽ rèn luyện các anh chị luôn một lúc anh chị ha còn người thầy của theo sẽ dạy cho anh chị những cái tư duy những cái kỹ năng những cái thói quen những cái công cụ hoặc là những cái chiến lược kinh doanh anh chị sẽ có trí tuệ của một người nhanh nhanh hàng đầu luôn các anh chị nhé ok ạ à thì đó, ngày hôm nay thì cũng chia sẻ cho anh chị uh, bấy nhiêu thôi uh, thì uh, hẹn các anh chị vào ngày hôm sau vào buổi sáng là bốn giờ rưỡi đến sáu giờ rưỡi thì theo cũng có chia sẻ cho anh chị những cái bí kíp để mà mình có thể sử dụng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn cũng như là trở thành một bậc thầy uh, phép màu cho mình một bậc thầy uh, biến cho cuộc sống của mình nó có đầy phép màu như thế nào thì hẹn các anh chị vào buổi sáng ha buổi sáng thì chúng ta hơi tâm linh một xíu đúng không còn buổi tối thì chúng ta hơi tư duy một xíu thì cái này hai cái này kết hợp với nhau thì các anh chị sẽ đạt được kết quả thành công rất là lớn tâm bên đây là tâm tâm thức các anh chị nhé tâm ý em nói chữ tâm ở đây là tâm thức nha đừng có hiểu nhầm nha ok rồi ạ vậy thì hẹn các anh chị vào buổi sáng anh chị nha rồi bây giờ thì em theo sẽ cùng với các anh chị để mà mình